Hold up. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Mugon đây và người kế bên mình vẫn là Jenny. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Úp Jenny và bên cạnh mình là Mugon đây. Và các, như các bạn chứng kiến là tụi mình đang tận lắc mắt quá. Thấy một cái cơn bão cát. Vì bão cát nên là đã khiến tụi mình bị lắc. Holy man. Ok, tụi mình sẽ giảm lại còn giảm cái tầm nhìn lại còn bao nhiêu đây để nó tăng FPS vô. Tại vì do cái thằng bão cát này, chắc bão cát đêm nay nó lớn lắm đây. Wow, rồi thì hiện tại là các bạn thấy là ở tập trước là tụi mình đã từ một cái thành phố kia tụi mình trở về rồi, đúng không? Đúng không mà trên này? Ừ, đúng rồi. Rồi sau khi trở về thì tụi mình có rất là nhiều đồ luôn. Chết, nói chung là chết thoải mái luôn, chết như là chưa từng đầu thai chưa từng được chết vậy. Ủa cái này ông làm á hả? Ủa đẹp á, đẹp á, đẹp á, đẹp á. Với được cái hàng trong không? Hả? Ừ, với được mà. Với được không, cái này chỗ này để lên nè. Ok. Với được không sao. Thì đây là những cái nói chung là hệ thống đi. Cái hệ thống mà mình làm để tự động nó thu hoạch và tự động trồng luôn. Rồi thì cái máy mà tụi mình đã giới thiệu đó là cái Wooden Planter. Nó dùng để tự động để trồng những cái này. Rồi nó tự động thu hoạch luôn. Đó. Tôi đang có kế hoạch sẽ chạy ra ngoài làm lại cái vòng. Tôi biết cát. Nhưng mà tôi nghĩ là ông nên để hết cái trận bão cát này đi, nếu không là giờ ông ốm nó thổi cho ông bay đi luôn á. Thì tôi hên là tôi mập tí rồi, tôi đỡ bị thổi bay chứ ông ra ngoài là. Trời. Bão cát trong đây cũng có cát nè. Nó hư cẩu vậy đó các bạn. Đó nó hư cẩu lắm. Không rồi, mod bởi vì sai rồi. Ừ. Các bạn thấy chơi cái mod này nó hơi bị khó. Rồi hôm nay tụi mình sẽ hoàn thành luôn những cái nhiệm vụ cơ bản. Thì ở đây chúng ta có một cái nhiệm vụ là cái steel này nó cho mình những cái nhiệm vụ là không làm được. Mình nói thẳng ra là không làm được. Tại vì tại vì tôi với ông đâu có được thêm hạt giống đâu sao làm. Cho nên là tụi mình cứ để đó đi. Lỡ khi tương lai tụi mình làm được thì sao. Coi như là cái nhiệm vụ đó không tính đi. Rồi thì hôm nay chúng ta còn lại là 3 nhiệm vụ cuối cùng thôi. Rồi tôi đi chuẩn bị để lát mình trả nhiệm vụ luôn nha. Ok. Rồi làm sao để trời ơi, ngoài đây bão cát không mà sợ quá trên đi ơi. Sao bão này mạnh quá vậy? Ồ. Trời ơi là trời. Bình thường bão cát tôi đâu có bị lắc đâu ta. Sao bão cát hôm nay nó có vấn đề mấy đứa ơi. Sai gì á. Mấy bạn bữa tôi quên là mấy bạn nói là các anh thử chờ đến mặt trăng máu rồi anh ra cái chỗ cái thác. Tôi có nghe nói. Bữa. Giờ chưa có mặt trăng máu, để bữa nào có mặt trăng máu rồi tụi ông đi. Rồi okay. Hiện tại là mình với Jenny vẫn đang kẹt. Chết rồi. Ôi sao giờ này bão cát mà nó còn nóng vậy ta, để mình quăng bớt mấy cái. Ok. Thấy chưa, mình ghét cái vụ bão cát. Nói chung là mặt trăng máu mình không sợ, mình chỉ sợ bão cát thôi. Nó làm hư hết mấy cái kia kìa. Nó làm hết hư hết mấy cái xương gồng của tụi mình rồi. Đúng rồi. Quả chè đậu luôn. Táo chín. Rồi thì để tôi đi chuẩn bị ngủ đi, có khi sáng mai hết bão. Để thử ông ngủ trước đi. Ok rồi thì ở tập trước á tụi mình có đi lấy một cái hạt đậu thùm về, đúng không? Trên này ở đi tới một nửa là thấy rồi, không đi tới một nửa đó, cái chỗ mà nature record á. Đó thì một lát tôi với ông thử trồng coi nó có. Ôi nhìn tụi nó cực đậu thùm luôn á nha. Ôi tôi có siêu brick nè. Quá trời đồ luôn rồi. Tôi nghĩ là đợi hết cái bão cát rồi tôi với ông nên mới làm cái đậu thần chứ ông hoi là lên tới chảnh là tôi với ông ra đảo luôn á. Rồi tôi chạy ra tôi xây kia tới đây có vẻ như không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi định làm gì quên rồi. Tiếp tục cái nhiệm vụ cơ bản. Đúng rồi. Ôi tôi không có cúp. Làm cúp đá mới được. Cúp đá dễ mà. Trời, đá tôi lấy tôi làm mấy cái đồ thì chơi. Thì chúng ta phải chuẩn bị cái wash grindstone và cái wooden crank. Rồi bây giờ là wash grindstone. Okay. Chúng ta sẽ là ba đá mịn. Ba cái charis và hai cục đá. Rồi ok. Bây giờ chuẩn bị. Quên nói với các bạn là mình đã thay cái gương gỗ lên thành gương sắt luôn rồi. Bây giờ là một cái gương sắt bằng hai cái. Này qua đây. Ê dạ, chờ tí. Ê. Thôi ông ở chợ này lát tôi giới thiệu sắt được. Ok, lát ông giới thiệu đi. Ok. Thì gương sắt này rất là quen thuộc cho những ai đã theo dõi cái nghề máy móc này. Nó rất là phổ biến. Ủa phần còn.
đúng rồi, đây là bây giờ là mình cần cái gì mình quên rồi ta. Rhinestone là mình cần ba cái này, 1, 2, 3. Rồi hai đá mịn, có đá mịn không? À ba đá mịn có luôn, và hai cái này, và tiếp theo là cái wooden. Ok. Ôi trời ghê quá mày. Theo tôi nghĩ là mình dư, không dư rồi, thiếu rồi mấy đứa ơi. Rồi 1, 2, 3, 4, xong. Dơ mất máu kìa. Thằng phù thủy nó lại chọi cái thuốc kia rồi nó mất máu. Đúng ngáo luôn. Rồi, chúng ta đã làm được cái quặng Rhinestone rồi. Cái đó là dùng để dạng như là nếu mà ông có một cái quặng, ông quăng cái, giống như ông có một cái quặng sắt đi, ông quăng vô. Ông xoay xoay hồi lấy ông được hai cái cục bột đung lên, ông được hai thỏi, có nghĩa là được nhân đôi. Thì chúng ta sẽ lời mình sẽ được nhân đôi đồ kiểu cái thỏi. Đúng rồi, kiểu là một quặng là thường là chơi ở Minecraft Vanilla là một quặng là chỉ có một thỏi thôi, phải không? Rồi bây giờ là một quặng là được hai thỏi. Nó okay. vip cho ra mấy đứa. Trời ơi, khi nào cái cơn bão cát này nó mới hết đây. Rồi, có luôn quyết định cho anh. Complete. Rồi. Okay, tôi sẽ làm xong cái này rồi tôi chạy qua. Ở đây nó không cho mình đặt, nên mình sẽ đặt cái ở bên... Ở đây. Đi. Cái đốt thì mình sẽ đặt trên đây. Rồi, đó. Tại rồi. Làm mà cái cát này nó xấu quá. Ok, và bây giờ để tôi thử là bây giờ là... để trả nhiệm vụ trước đã. Ủa? Chọn một trong ba cái. Ủa cái này nó nhận hết ba cái mà, đâu phải chọn. Rồi. Ơi. Ok, chúng ta phải đục cái đá khác rồi. Tôi hết đá rồi mày. Tiêu tôi rồi. À, từ từ để tôi tí. À, ở đây có rất là nhiều thứ. Ê, ê. Trồng trọt nè. Rồi tới mấy cái lốc nè. Mấy cái lốc thì chúng ta đặt vào đây. Để... đấy. Tên, rồi, tên rồi, xem nhiệm vụ tiếp. Rồi, hết bảo cái rồi ông ơi. Tôi nghĩ từ từ tôi bị nóng, từ từ để tôi đi giảm nhiệt cái. Phải một stack nữa mới đủ. Stack đá nữa mới đủ bao cái này vô. Rồi bây giờ là tới cái transfer cái ống dẫn. Transfer ống dẫn làm bằng cách nào? Ông giúp tôi là cho tôi 6 cái đá mịn, biết đá mịn không? Stone á. Rồi hai cục sắt. Rồi hôm nay chúng ta phải làm các linh hồn. Để làm được các linh hồn chúng ta cần phải có xuống địa ngục về. Ủa? Không cần phải làm gì cho nó xa xôi đâu. Một cái thôi, cần một cái. Còn cái vụ mà gì xuống địa ngục thì tôi nghĩ là ở tập sau đi. Ủa, mình cũng xuống địa ngục được hả? Tôi nghĩ không xuống được luôn chứ. Tôi cũng chưa biết nữa, chưa có biết, các bạn nhớ đón xem nha. Ok. Rồi, tôi cháy rồi. Tôi cũng bị cháy nè, tôi cháy đi. Đó, giờ tôi sửa lại chỗ này nhìn nó đẹp ghê mấy đứa. Ây da. Ok. Ây da. Ê, tôi nghĩ là chuẩn bị đậu thần là vừa đó. Ôi, sao giờ này tăng nhiệt độ bắt cái đu quỷ. Phải ăn. Ây da. Sao giờ này của tôi nó tăng nhiệt độ cả. Ây da. Ủa ông bị nóng hả? Đây người anh em. Ờ được rồi, khỏi. Úi giời ơi. Ủa sao bị ao rồi? Tôi ao hay ông ao? Ông ao mà. Ông vẫn còn trọng hả? À, tôi vẫn còn trong đây. Internal server error, để tôi vô lại coi. Chắc do lắc á. Ok, vô lại đi người anh em. Rồi, ông vô đi rồi, tôi chuẩn bị đậu thần rồi, tôi với ông băm là vừa đó. À, hạt đậu thần ở đâu, nãy đâu, để đâu quên rồi. À, đây bên đây. Từ, hiện tại tôi đang vẫn rất là nóng. Để tôi phải giải nhiệt. Rồi, ok, chuẩn bị chưa? Đậu thần nè người anh em. Ôi, chưa mà. Tôi chưa lắp xong mà. Ôi, chưa. Từ, lắp gần xong rồi. Đợi tiếp thì xong trong lúc rồi. Đại là mình cần ông có đá mịn cho tôi 6 cho tôi cỡ 3 cục cũng được. À, tôi có rồi. Ok. Này 45 giây nữa hả? Trời ơi, chảy 45 giây. Thêm hai cái này. Xì. Ui, nóng. Ủa, sao quá. Nó vẫn tăng nhiệt phải không? Ý là sao ông cho cái hố này to vậy? Đó. Nên mình đứng được trong đó luôn. À. Đó sao đâu. Rồi được rồi. Ok. Cái kiểu mình đi vòng vòng luôn.
Thế... Ok, và cái khu bên đây tụi mình sẽ dự định là chăn nuôi mấy chú thỏ. Thì các bạn thấy là ở đây có rất là nhiều thỏ và tụi mình đã nhốt những chú thỏ đó lại. Nhốt Và sắp thỏ tới là chúng ta sẽ có một cái gọi là sát hại thỏ hàng loạt. thì cả Nói vậy thôi, oh trồng no nuôi. Trời ơi, khó lắm mới có thỏ mà mình tại sao mình lại sát hại ha? À, đúng làm là. gì Ôi. À, bây giờ là ổn định làm gì tiếp quên rồi. Tôi làm máy móc tôi hay quên lắm, nó lẩn cẩn. À, cái hai móc kính đúng tôi sẽ rồi. đổ đá. Rồi đây, rồi đây. Rồi, bây giờ thêm một cái cát linh hồn. Trong lúc đó là mình sẽ lấy thật là nhiều cát đây. Mình rắc nó ra thành mà bụi. Anh vô hồi nãy tôi bật F7 nó mới bị lắc hay sao á. F7 nó lắc đúng không? À, để tôi xem. F7 là nó bật Đúng rồi, đúng kiểu rồi, đúng rồi, soi ánh đúng rồi. sáng. Đúng rồi, giờ FPS tôi tăng lên tới 200 luôn rồi. Ủa nãy giờ ông cũng bật F7 à? Bộ gì? Không, tại chắc do tôi không biết bị gì á. Thôi mà nói chung kệ đi, bây giờ chúng ta vẫn còn gặp nhau là vui rồi. Ok. Ý. Ok, và các bạn hãy theo như thấy là các bạn đang thấy là mình cần phải gắt mấy cái cát ra để mình lấy một cái món màu tím. Tôi Một sẽ lát các làm bạn sẽ tiếp. cái này kiểu giống như là cái lòng ngoài hành tinh vậy á mình. Rồi đây những cái thứ này đây. Rồi mình lấy ba cái này ra. Cái này là cái hạt gì đó Ôi trồng phù ở thủy. đây. Ô Cô anh ơi. cabin. Cô cấp hả? Vụ gì vụ gì vụ gì? Không phải. Phù thủy nó chơi tôi. Ok. Rồi bây giờ là làm được nước phù thủy rồi thì mình sẽ lấy nước phù thủy để tạo ra các linh hồn nha các bạn. Nước phù thủy. Nghe Tôi vẻ. nghĩ là ông nên qua đây chứng kiến đi trên này. Ok. Rồi tôi qua nè. À cháy rồi. Đây thì chúng ta sẽ cảm ơn ông, lát cho tôi mượn xô nước đó luôn nha. Rồi bây giờ ông đổ nước vô. No. Sau khi đổ nước vô thì chúng ta sẽ có những cái hạt màu xanh này nè. Mình rắc cát ra mình sẽ được Màu cái hạt xanh màu hả? xanh này. Đấy là màu tím. Spore. Spore. Tôi cũng Đây. nước ở đâu không? À, Nước. 1% mới được ra. Rồi, rồi qua bạn lấy nước. Ui À, rồi, trời đây ơi này, xem màu. nè, xem nè, trên này. Tưới nước trước. Ấy da, ấy Ông da. cầm cái này, ông quăng chuột phải vô nó. Vô cái đống nước này. Quăng chuột phải. Chuột phải á. Cho nó vô. Rồi. Là Ồ. bây giờ nó bắt đầu nó trở thành nước phù thủy thì đợi một tí. Thì sau khi 100% tối ông Phù bỏ thủy cát, nước nước phù thủy á. À tại á. cái đó là hiện tại là chắc do ông chưa biết về máy móc nên ông chưa biết. Chứ cái đó quá quen thuộc với những người mà chơi Sky Factory rồi, với lại mấy cái trên Nó phù trời. thủy dùng để làm gì? Nó có liên quan gì đến cái hạt đậu Nó thần không? dùng không, nó không có liên quan. Không. Cái Không. nước phù thủy á nó dùng để tạo các linh hồn ở một cái không gian mà mình không có tại điều kiện Nó không thành có rượu điều nho rồi kiện. nè. Nó thành màu gì ơi? Nó thành rượu nho rồi, nó thành màu Ơi tím ơi con nho kìa, ghê quá đi mấy đứa. rồi. Rồi chuẩn bị quăng một cục cát vô nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ Cát có vô. các linh hồn, nhớ đưa tôi trả trả nhiệm vụ nha. Đó, sau khi có các Quăng linh vô chị. hồn. Quăng vô sao? Nhấc chuột phải hả? Từ 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 chưa 100. Rồi nhất chụp phải quăng vô. Đấy. Ok, cảm ơn ông. Và bây giờ chúng ta sẽ đem nó đi từ từ. Tôi nghĩ là nên đem nó đi đi đâu ta? Đem nó đi nung, đúng rồi, nó sẽ ra cái bột bột gì nó nhìn nó ghê gớm lắm các bạn. Đó. Đem nó đi nung và tụi Bộ mình gì sẽ hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo. nó sẽ ra cái gì, kiểu ra cái bột rồi mình có lấy lại nó được không? Không. Mất Không. luôn. Rồi, cái bột này qua đây. Trình đó Bỏ nó vô đây. Đó, nó sẽ ra cái ống dẫn, mấy cái dạng như là chamfer, có nghĩa là mấy cái ống dẫn đồ á. Đó. ui Rồi. vậy 6 cái à. Trời ơi, 6 cái là đủ đủ cũng đủ xài một tí rồi. Ok, trả nhiệm vụ bây giờ chọn là chọn ống gì đây? Theo tôi nghĩ là nên chọn ống ống điện đi để mình dẫn điện. Thác cho ở Ok. đâu vậy? Rồi, xong. Rồi, còn một nhiệm vụ cuối cùng trên này à. Ông chuẩn bị cái việc mà chứng kiến đậu thần chưa? Rồi, Ok, giờ mình tôi làm hơi luôn nhiều nha. đồ. Tôi hơi bị nhiều đồ. Ok. Tôi phải vứt hết đồ đi. Trời tối rồi, vậy hay là mình chơi trong trời tối luôn. Chơi buổi tối cho đỡ cháy. Tôi cảm thấy hoang mang. Rồi vô nè. Ok. Ông đâu rồi? Tôi cũng chưa Đi biết đi, cái vứt cái cục bớt đồ đã. tôi cũng chưa biết cái cục đậu thần nó này nó như thế nào nha. Ok, tôi đâu biết đâu, thật sự tôi đâu biết đâu mà. Tôi không biết là nó có hiệu quả không nha, tại vì đây 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 đây. 1 2 3. Ôi, có khi nào bắn nhà không bu? Ok. Ui, có bắn nhà không? Ông Chạy đến thế trời luôn rồi tôi nghĩ là ông có đâu ông ơi. Ơi nhớ. kìa. Ơi Mình lên lên được không? lên. Ôi 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 lên Ê, nó cao luôn. Ôi. ôi. Tôi nghĩ là
ơi, tôi chết ông ơi. Ê, ê, được rồi, được, ok, tôi bán được rồi, tôi bán được rồi. Trên đỉnh có gì không? Từ từ coi. Ủa, trên đỉnh có gì vậy? Hoa gì? Beanpot. Nó chưa có ra. Ông thử đập cái cao quá. Ông thử đập. Đập thử trên đỉnh đi, cẩn thận nha. Đập thử cái trên đỉnh coi nó có rớt gì không. Ok, rồi, tôi giữ nguyên được rồi, ok. Gần 100% rồi. Một đống đồ. Chết rồi, nó rớt xuống hết rồi. Vậy, tôi đang đón chờ người anh em. Tôi nghĩ là nó rớt xuống dưới hết rồi á. Ờ chết, nó rớt đâu hết rồi. What the hell? Tôi nhớ, tôi thấy là lượm rất là nhiều đồ lắm mà tôi lượm được một Emerald, 4 cái Diamond. Này, nó xuống, cái đó của ông hả? Tôi tưởng là... Ông, nãy giờ tôi đang chứng kiến là không thấy cục gì rớt cả. Tôi nghĩ là còn một hạt đậu thần cho nên ông nhường tôi lên nha kỳ này. Cái tiện có 6 cái pin nè. Có đậu rồi, yes, có đậu rồi, chúng ta sẽ làm được súp đậu mấy đứa ơi. Ây da, trời ơi, cái này giờ sao đây, trời ơi. Vậy là cái nhiệm vụ súp là tụi mình vẫn còn tiếp tục được á. Rồi, còn một hạt đậu thần, để tôi nha, kỳ này rồi, bây giờ mình phá cái cây này đi. Rồi. Ok, đó tiếp cái gì không? Còn hạt đậu nữa. Ok. Này, tôi lên tôi coi với ông luôn. Từ từ để làm sạch cái làm sạch cái rương đi đã. Rương nó nhiều quá, nó làm không được. 19, nó cho mình 19 sắt luôn á. Hả? Nó cho mình cả đống sắt luôn á người anh em. Vậy hả? Ừ. Cái. Tôi chả biết cái gì cả. Tôi ca có khá là nhiều đồ, tụi mình chưa có dọn dẹp nữa, mấy bữa nay tụi mình khá là bận rộn nha các bạn. Rồi lên nha, lên nha. Ok, được rồi. Ok, đẹp luôn. Tôi lên trước. Bậy ơi. Ê, lên từ từ ba lát đi hố là ra ngoài luôn á. Rồi. Ông xuống lại tí. Xuống dữ quá rồi. Ok, rồi. Rồi ok, để tôi đập nha. Đập rồi. Ê, từ từ. Thu hoạch bằng rêu. Bằng rêu á. Thôi, lấy tay đi, hai tụi mình lụm chung nè. Được mà. Ok, hai tụi mình lụm chung nè. Một. Ê, có khi nào mình chạy trèo nhanh quá mình bay ra khỏi luôn không? Ê, theo tôi nghĩ là mình nên giữ cái cây này lại để mình có gì mình làm cái căn cứ ở trển. Mình lên được nữa không ta? Ôi, lên được không ơi? Từ từ. Ơi, có 2 viên kim cương, ông lụm được cái gì rồi? Tôi đang leo cây, đang... Ây da, okay. Tôi lên được rồi nè. Đậu, chúng ta làm được khá là nhiều thứ nha các bạn. Ok. Chụp hình cho mắt làm thumbnail. Trời này đang buổi tối. Ok, ví dụ nó phải buổi sáng. Tôi lụm được... Vẫn vậy à, tôi lụm được 20 viên sắt. Ê, đừng có phá cái cây này nha. Mà tôi sợ là gió bão là làm nó bị cái gì á. Tôi xây block cho nó nè. Cứ đặt cái lock trên dưới đây rồi coi nó làm sao. Đó, các bạn đã chứng kiến hạt đậu thần trong câu chuyện cổ tích rồi đó. Ê, cái hạt đậu thần trong cổ tích nào tôi quên rồi, như con ngỗng á. Đậu thần cổ tích nhiều lắm, gì? Nhiều lắm. Đậu thần thôi. Nó dạng như là đậu thần là lên cái lâu đài của ông khổng lồ nè, một cái sự tích nè, rồi thêm mà cái vụ mà con ngỗng á, hạt đậu thần kim á. Kim cương rồi ông ơi. Đựng nhiêu cục? Đâu kim cương nãy vẫn hồi nãy à. đựng nhiêu cục. Đấy là 4 cục kim cương. Rồi quăng vô đây là tổng cộng là tụi mình đã có 16 viên kim cương. Trời ơi, tiếp luôn ra nhiều lắm ấy. Ê. Rồi. 16 viên kim cương. Bây giờ là có vàng. Còn nhiệm vụ cuối cùng mình làm luôn. Chúng ta sẽ làm cái máy máy lạnh, nói chung là cái máy điều hòa. Hôm nay nhất định rồi. Mình với Trinh này phải làm được cái máy điều hòa trong cái phòng trong cái tàu cái gì phi thuyền của tụi mình. phải làm máy điều hòa trong phi thuyền hả? Tại vì nó cần một cái không gian là phải bít kín hết nó mới làm. Ơi, có khi nào mình đặt bên kia nó cũng lạnh không ta? Lát thử nghiệm. Bây giờ là mình cần một cái mảnh kim cương. Để làm được mảnh kim cương mình cần hắc diện thạch. Để làm được hắc diện thạch thì mình cần một cái barrel bằng đá. Rồi, ok, mình hiểu rồi. Bây giờ mình có khá là nhiều đá mịn. Rồi, đây. Một cái barrel bằng đá, xong. Rồi, sau khi mà có barrel bằng đá xong á, là mình... Đây, trên này. Chứng kiến nè, người anh em. Rồi, sau khi có
Ok, ông cứ xây tiếp đi. Cái đó chắc không sao đâu. Ok. Sao vậy? Gì Ông đâu, gì ý là ông đâu chứng kiến chung với tôi ấy mà. sao vậy? Có gì không? Có gì quan trọng không? Thì nói chung là cách tạo hắc diện thạch thôi chứ không có gì á. Coi với. Ok, và mình cần một cái đá đỏ, các bạn đợi mình tí, bông hoa mà đi gà đi. Ôi rồi. Rồi. Hay. Ở từ 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 Obsidian đây. Obsidian mà khi mà ôi sao à đúng là cần nước, quên 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 đợi tí nó đang nung. Pop. À tôi nghĩ là ông chưa chưa cần qua đây đâu, khi nào tôi kêu rồi ông mới qua đây. Thì Ok. trong lúc đó thì chúng ta tiếp tục cooling đây. Cooling bây giờ là đây mình sắc Rồi, hết một cái đá luôn này, rồi. nghĩ là mình cần thêm một cái hắc diện thạch nữa là hai. Rồi mình cần thêm là netherrack, có nghĩa là thôi 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 tôi nghĩ là mình Rick hả? không đủ cái kia rồi. Từ từ Ủa bây này là giờ làm gì? hả, Làm cái máy lạnh đó hả? làm mấy cái cục đá làm thành cái búa, nó nói chung là rất là rắc rối. Ghê vậy. Nói chung Này rất đẹp là rắc trời. rối. Ok, đừng có đi vô, đừng có đi vô, đừng có đi vô. Đổ đổ nước vô đó là thành hắc diện thạch rồi, đập thôi. Không, từ 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 ông đổ, ông đâu có cúp kim cương. Nếu mà ông làm như vậy ông phải chế cúp kim cương, tôi có một cách không cần làm cúp kim cương luôn. Ê, hôm bữa nhớ là mình hôi được đống đồ của tinh cơ về mà vứt đâu hết rồi. Mà mình cũng đâu có nung được cái gì đâu hả? Trong cái túi, từ 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 rồi đó, bây giờ nó sẽ có tốc độ nung lên rồi đó. Lúc đầu là mình nung bằng đuốc, bây giờ Sướng là vậy. bây giờ là nung bằng rồi. Đây 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 ông chuẩn bị chứng kiến đây, tôi sẽ đổ lava vô cái thùng này này đó. Rồi bây giờ đẩy nước thôi, bây giờ chỉ cần đẩy nước nữa thôi là sau khi tưới nước vô cái lốc này nè, trên đầu của nó sẽ cái phần lava nó sẽ biến thành hắc diện thạch. Nhưng mà hay một chỗ á, tụi mình khỏi lấy cúp đập, tụi mình chỉ cần lấy chuột phải thôi là tụi mình lấy được cái hắc diện thạch rồi. Easy Easy. game. Thật ghê. Ok. Tầm này có thể cũng đã dài rồi. Ủa chưa chưa chưa, Yeah. tụi mình phải làm được cái máy lạnh đi, nãy giờ tôi bấm là mới có 20 phút à. Chưa Chưa, nãy giờ tôi bấm đồng hồ mới có 20 phút à. Cố lên, cố lên. hả? Cố lên. Ok, cố lên. Ủa sao nghe thấy tiếng Ok. chó sủa vậy? Ủa Cố đây có lên. chó nữa hả? Rồi nè nè, hắc diện thạch nè. Chụp phải. Ok, làm thêm lần nữa. Bây giờ là nó đang nung. Trời ơi. Trời, cái cây này nguy hiểm quá men. Ơi bây giờ là chết rồi hả? Hết Không dung nham có. à? Không có. Đúng rồi. Thôi chạy vậy lỡ rồi, mượn đỡ cái dung Cái nham của cái mượn chỗ đỡ này của là nó hai đi. ô lận mượn Ok, cái. mượn đỡ một cái của nó đi. Rồi thêm một xô nước. Ôi Ơi tôi thấy cái này nó cũng nguy hiểm. đây là mấy hàng rào xung quanh này. Rồi, ok, hai cục. Rồi bây giờ là từ từ ông đợi tôi tới nha. Ông lấy một viên kim cương qua đây, qua đây. Ok. Lấy một viên kim cương qua đây. Rồi quăng vô phần trên cái cục hắc diện thạch. Đấy. Rồi tiếp theo là bây giờ tôi cần netherrack. Ơi. Rick. Chết rồi, thực sự là mình phải để dành trong tập sau rồi Bị thiếu hả? đó. Thiếu, mình thiếu 3 xô lava lận. Nhiều vậy hả? Oh my god, thiếu 3 xô lận. Ok thì mình nghĩ là tụi mình sẽ hẹn các bạn ở trong tập sau đi. Tại vì cái 3 xô lava này, tại ban đầu mình quên, mình không chuẩn bị. Lỗi của mình, lỗi của mình. Thì nói chung là hôm nay tụi mình cũng hướng dẫn mọi người rất là nhiều thứ rồi. Ok, chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ dừng lại đây. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và Jenny. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại một like và nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ channel của mình và Jenny. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye Và ở tập sau chắc chắn chúng ta sẽ có mấy điều hòa. bye. Bye bye.